Siêu bão Milton sắp đổ bộ và người Mỹ vội tích trữ đồ ăn, đồ uống. Hơn 1 triệu người phải di tản. Siêu bão Milton dự kiến sẽ mạnh lên vào ngày 8 tháng 10 khi đe dọa bán đảo Yucatan của Mexico và trên đường tiến đến Florida, nơi có hơn 1 triệu người được lệnh phải di tản khỏi đường đi của bão. Bờ biển phía Tây, đông dân của Florida, nơi mà vẫn đang phải chịu hậu quả nặng nề của bão Helen, tàn phá cách đây chưa đầy 2 tuần, đang chuẩn bị cho bão Milton đổ bộ vào đất liền vào ngày 9 tháng 10. Người dân vội vàng đi mua sắm vào phút chót tại một siêu thị ở Paris. Hàng hóa được bổ sung liên tục. Trung tâm bão quốc gia Mỹ dự đoán cơn bão Milton có thể đổ bộ ở gần khu vực đô thị Tampa Bay, nơi sinh sống của hơn 3 triệu người, nơi người dân vẫn còn đang vội vã dọn dẹp đống đổ nát mà bão Helen để lại trên đường rời khỏi thị trấn. Với sức gió mạnh nhất duy trì là 155 dặm một giờ, tức là khoảng 250 cây số một giờ, Milton hôm nay đã được hạ cấp từ bão cấp 5 xuống bão cấp 4 theo thang bão Saffir-Simpson gồm có 5 bậc. Mặc dù dự kiến sẽ có những biến động về cường độ, Milton được dự báo vẫn là cơn bão cực kỳ nguy hiểm khi đổ bộ vào Florida. Điều đó có nghĩa là thiệt hại thảm khốc sẽ xảy ra, bao gồm dự kiến cả tình trạng mất điện nhiều ngày. Trung tâm bão cho biết Milton được cung cấp nước ấm từ vịnh Mexico và trở thành cơn bão mạnh thứ 3 được ghi nhận ở Đại Tây Dương khi nó chuyển từ bão nhiệt đới thành bão cấp 5 chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Đường đi của nó từ Tây sang Đông cũng bất thường và dự báo mực nước dâng do bão cao từ 3 đến 4,5 mét dọc theo một đoạn bờ biển phía Bắc và phía Nam của vịnh Tampa. Jamie Rome, Phó Giám đốc Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, cho biết Milton dự kiến sẽ phát triển mạnh hơn trước khi đổ bộ vào thứ Tư, khiến hàng trăm dặm bờ biển nằm trong vùng nguy hiểm do bão gây ra. Các siêu thị trống rỗng tại Florida, các quận dọc theo bờ biển phía Tây đã ra lệnh cho người dân ở những vùng trũng thấp phải tìm nơi trú ẩn ở nơi cao hơn. Quận Pinellas, bao gồm Saint Petersburg, cho biết họ đã ra lệnh di tản hơn 500.000 người. Quận Lee cho biết 416.000 người sống trong các khu vực di tản bắt buộc của quận. Ít nhất là 6 quận ven biển khác đã ra lệnh di tản, bao gồm có quận Hillsborough, bao gồm thành phố Tampa. Chỉ còn một ngày cuối cùng để người dân di tản, các quan chức địa phương đã nêu lên mối lo ngại về tình trạng tắc đường và hàng dài người xếp hàng tại các trạm xăng. Dòng người mua sắm và người chuẩn bị ứng phó với bão đã tràn ngập các cửa hàng bán lẻ từ ngày 7 tháng 10, trước khi bão Milton đổ bộ vào Florida. Ở nhiều cửa hàng, thì các mặt hàng cung cấp cho cơn bão như pin có công suất cao, bình chứa khí, cưa và máy phát điện đã được dọn sạch vào cuối tuần. Dusty Fells, quản lý của một siêu thị ở Paris, cho biết mọi người bắt đầu đến đây khoảng 5 ngày trước. Lần này thì mọi người đều nghiêm túc, hầu hết mọi người bắt đầu đến vào thứ Sáu và chúng tôi đã hết một số mặt hàng đó vào cuối tuần. Các bệnh viện hầu như đã phục hồi sau khi bão Helen làm mất điện và ngập lụt nhiều khu vực. Mặc dù các bệnh viện và các tổ chức chăm sóc sức khỏe ở Đông Nam Hoa Kỳ phần lớn vẫn mở cửa và hoạt động trong suốt thời gian cơn bão Helen tràn qua để cung cấp dịch vụ chăm sóc thiết yếu cho cộng đồng của họ, nhưng cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Siêu bão này đã tàn phá các trung tâm y tế trong khu vực, gây mất điện, làm thiệt hại vì gió lớn, làm gián đoạn nguồn cung và gây ra lũ lụt, dẫn đến việc giải cứu đầy kịch tính bệnh nhân và nhân viên tại bệnh viện quận Unicoi ở phía đông Tennessee. Hầu hết các bệnh viện đều sử dụng máy phát điện hoặc là hệ thống dự phòng để cung cấp điện cho cơ sở của họ trong suốt cơn bão. Nhiều nơi đã dừng các cuộc phẫu thuật được lên kế hoạch, một số ít đóng cửa hoàn toàn. Các nhà cung cấp giống như cộng đồng của họ hiện đang trong giai đoạn phục hồi. Các nhân viên y tế vẫn còn mất tích ở phía tây của North Carolina, nơi có ít nhất 57 người tử vong ở Asheville và các vùng lân cận. Các quan chức cũng cho biết các cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần đã bị phá hủy ở khu vực đó. Các giám đốc điều hành chăm sóc sức khỏe trên khắp Đông Nam Hoa Kỳ đều cho biết sẽ còn rất lâu nữa mới trở lại bình thường. Tôi thực sự cảm thấy lạc quan về ứng phó của hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng tôi, Rob Huspit,
phó chủ tịch cấp cao tại UNC Health Appalachian nói, nhưng đây không phải chỉ là một hoặc là hai tuần. Ông Hospet cho biết rằng cả ba cơ sở của UNC Health Appalachian đều có nguồn điện dự phòng tại một thời điểm và họ đã dự trữ đầy đủ các vật tư, bao gồm cả oxy, nhưng một số thứ khó dự đoán hơn, chẳng hạn như sự việc sập mạng lưới điện, thoại di động và đường xá. Cho đến ngày 30 tháng 9, hệ thống không có cách nào để liên lạc với nhân viên. Tính đến ngày 2 tháng 10, 25% nhân viên của UNC Health Appalachian đã mất tích. Ông Huspit nói rằng thách thức lớn nhất hiện nay là xác định vị trí của những người đó. Ryan Mayo, người phát ngôn của Agape Health Services, cho biết 3 trong số 129 trung tâm y tế cộng đồng ở phía tây North Carolina đã bị hư hại. Agape Health Services không liên kết với các trung tâm bị hư hại, nhưng là một phần của mạng lưới các trung tâm y tế cộng đồng. Họ cũng đang phải vật lộn để xác định vị trí của nhân viên. Các trung tâm này rất cần thiết để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và sức khỏe tâm thần cho cộng đồng của họ. Tôi nghĩ rằng mọi người đều chuẩn bị cho một thảm họa, nhưng không phải là một cuộc xóa sổ toàn diện. Và Mayo nói, mối quan tâm thực sự của tôi là hậu quả. Một người có thể sống sót được bao lâu mà không được điều trị và dùng thuốc, đặc biệt là sức khỏe hành vi trước khi nó trở thành thảm họa. Bệnh viện Mission ở Asheville đang thiết lập các đơn vị di động, có bếp, có phòng tắm và có trạm rửa tay, cũng như là mini mass, dự trữ thực phẩm, nước và đồ vệ sinh cá nhân miễn phí. Các bệnh viện thực sự rất tuyệt trong việc dự đoán nhu cầu cấp thiết sắp tới. Tatiana Kelly, phó chủ tịch cấp cao của Hiệp hội Chăm sóc sức khỏe North Carolina cho biết, tin tốt lành là một trong những thành công lớn là không có cơ sở nào bị đóng cửa. Các quan chức South Carolina cho biết vào hôm 7 tháng 10 rằng điện đã được kết nối trở lại tại tất cả các bệnh viện, hệ thống chăm sóc sức khỏe khu vực Spartanburg ở phía tây bắc của tiểu bang cho biết rằng nhiều đối tác đã hợp tác với nhau để giải quyết nhu cầu cấp thiết cho những người sử dụng máy tạo oxy, tổ chức các trạm sạc nơi mọi người có thể tiếp cận nguồn điện cấp thiết nhất. Theo phân tích của AP về dữ liệu Medicare liên bang, thì ít nhất 540.000 người ở Florida, Georgia, Nam Carolina, Tennessee và Bắc Carolina sử dụng thiết bị y tế tại nhà chạy bằng điện. Các quan chức tiểu bang cho biết, điện lưới đã được khôi phục tại tất cả 22 bệnh viện cấp cứu ở phía tây của North Carolina vào ngày 2 tháng 10. Ở phía đông Tennessee, thì chuỗi bệnh viện Bala Health đã phải di tản bệnh nhân và nhân viên khỏi bệnh viện Sycamore Shoals vì lo ngại nước lũ dâng cao vào ngày 4 tháng 10, nhưng mới đến ngày 2 tháng 10 thì bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân trở lại. Nhà cung cấp nước uống và nước thải lớn nhất của Mỹ cho biết là hệ thống của họ đã bị tấn công mạng. American Water Works, đơn vị cung cấp dịch vụ nước uống và nước thải cho hơn 14 triệu người tại 14 tiểu bang và 18 cơ sở quân sự, cho biết tin tặc đã xâm nhập vào mạng máy tính và hệ thống của họ vào hôm thứ Năm, sau khi nhận thức được hoạt động trái phép, bao gồm việc đóng cửa một số hệ thống công ty tiện ích có trụ sở tại New Jersey này, không tin rằng cơ sở hoặc hoạt động của mình bị ảnh hưởng bởi sự việc tấn công an ninh mạng. Tuy nhiên, hiện tại không thể dự đoán được toàn bộ tác động. Công ty này tuyên bố trong hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý. Người phát ngôn của American Water Works đã trả lời CBS News qua email rằng để bảo vệ dữ liệu của khách hàng và ngăn chặn mọi tác hại tiếp theo đối với môi trường, chúng tôi đã ngắt kết nối hoặc là vô hiệu hóa một số hệ thống. Sẽ không có khoản phí trả chậm nào cho khách hàng trong thời gian các hệ thống này không khả dụng. Họ nói thêm rằng công ty đang làm việc suốt ngày đêm để điều tra bản chất và phạm vi của sự việc này. Công ty cho biết cơ quan thực thi pháp luật đã được thông báo và họ đang hợp tác với họ. Vào đầu năm nay, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Michael Regan và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đã cảnh cáo trong một lá thư gửi đến các thống đốc tiểu bang rằng hệ thống nước uống và nước thải là mục tiêu hấp dẫn cho các cuộc tấn công mạng. Họ viết rằng lý do là vì chúng thường thiếu nguồn lực và năng lực kỹ thuật để áp dụng các biện pháp an ninh mạng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, không chỉ các dịch vụ cấp nước bị tấn công, theo Trung tâm Tài nguyên Trộm cắp,
danh tính phi lợi nhuận, số vụ vi phạm dữ liệu được báo cáo tại Hoa Kỳ đã đạt mức kỷ lục 3.205 vào năm 2023, tăng 78% so với năm 2022. Đồng thời, các tổ chức đã chi khoảng 188 tỷ đô la trên toàn cầu cho an ninh mạng vào năm 2023. Con số đó dự kiến sẽ đạt gần 215 tỷ đô la vào năm 2024. Liệu những nỗ lực này có mang lại hiệu quả hay không vẫn chưa được biết. Giải Nobel Y sinh 2024 đã thuộc về hai nhà khoa học Mỹ nhờ phát hiện về microRNA. Nghiên cứu dựa trên một loài giun nhỏ có tên khoa học là C. elegans của hai nhà khoa học Mỹ đã tiết lộ một nguyên tắc điều hòa gen hoàn toàn mới. Nguyên lý này rất cần thiết đối với các sinh vật đa bào, bao gồm cả con người, có liên quan mật thiết đến cách các sinh vật trên thế giới vận động và phát triển. Giải thưởng trên được Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố vào lúc 12 giờ ngày 7 tháng 10 giờ Stockholm, tức 16 giờ 45 phút giờ Việt Nam. Nobel là hệ thống giải thưởng được trao cho các cá nhân và tổ chức đạt được những thành tựu lớn lao phục vụ cho lợi ích của nhân loại kể từ năm 1901 theo ý nguyện của nhà khoa học nổi tiếng Alfred Nobel. Giải thưởng này vinh danh những cá nhân đạt thành tựu trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, y học, văn học và hòa bình. Riêng giải Nobel Hòa bình có thể được trao cho cá nhân hay là một tổ chức. Từ năm 1901 đến nay, Ủy ban đã trao giải Nobel Y sinh cho tổng cộng 227 cá nhân có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực. Chủ nhân trẻ tuổi nhất của giải Nobel Y sinh là nhà khoa học người Canada Frederick Banting, nhận giải năm 1923 khi mới 31 tuổi, với công trình khám phá ra hormone tuyến tụy insulin điều trị bệnh tiểu đường. Người lớn tuổi nhất là Francis Peyton Rose, được trao giải năm 1966 khi đã ở tuổi 87 nhờ phát hiện ra virus gây ra ung thư. Sau lễ công bố giải Nobel Y sinh vào ngày 7 tháng 10 tại Stockholm, các giải thưởng sẽ lần lượt được trao cho các lĩnh vực vật lý vào ngày 8 tháng 10, hóa học ngày 9 tháng 10, văn học 10 tháng 10, hòa bình ngày 11 tháng 10 và kinh tế ngày 14 tháng 10. Người đoạt giải sẽ nhận trao chứng nhận Nobel, huân chương Nobel và tiền thưởng trị giá 11 triệu krono Thụy Điển, tức là khoảng 989.000 đô la vào ngày 10 tháng 12. Một giải Nobel thường được trao cho tối đa là 3 người. Nếu một giải thưởng bị từ chối hoặc không được chấp nhận thì số tiền thưởng sẽ được trả vào quỹ. U70 nhưng mật độ xương như tuổi 30, bác sĩ đã tiết lộ 4 thói quen mà ai cũng nên học hỏi. Qua tuổi trung niên, khi mật độ xương giảm xuống thì xương trở nên yếu ớt giống như một tòa nhà cổ bị thời gian bào mòn, nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Do đó chúng ta cần phải chú trọng, theo dõi và duy trì mật độ của xương, bổ sung canxi và vitamin D kịp thời để giữ cho xương luôn mạnh mẽ, tránh xa nỗi lo loãng xương. Chỉ khi làm như vậy chúng ta mới có thể có một cơ thể khỏe mạnh và tận hưởng được cuộc sống tốt đẹp. Nguyên nhân nào gây ra mất xương? Mất xương là một hiện tượng sinh lý bình thường của quá trình lão hóa của con người. Mất xương có thể xảy ra do sự thất bại của quá trình tạo xương mới hoặc là do sự gia tăng tốc độ tiêu xương đi kèm với tốc độ hình thành xương bình thường hoặc là giảm. Thực tế đã chứng minh rằng tốc độ tiêu xương tăng theo tuổi, trong khi tốc độ tạo xương về cơ bản không đổi sau từ 20 đến 25 tuổi. Sự hình thành một khối lượng xương tối đa ở tuổi 20 với sự mất xương có thể quan sát được bắt đầu khoảng 37 tuổi. Một số xương thực sự bị mất trước 37 tuổi có thể bắt đầu như sớm nhất là ở tuổi 30. Vậy các nhân tố cụ thể nào đã gây ra hiện tượng này? Thứ nhất là yếu tố tuổi tác. Khi tuổi tăng lên thì quá trình trao đổi chất của cơ thể giảm dần, khả năng tái tạo xương cũng suy giảm và điều này giống như một con sông đã chảy nhiều năm, dần dần mất đi sự mãnh liệt và dòng chảy của ngày xưa. Thứ nhì là sự suy giảm hormone. Do mãn kinh thì do mức estrogen giảm, tốc độ mất xương ở phụ nữ sẽ tăng lên rõ rệt, giống như một bông hoa mất đi sự bảo vệ và dễ dàng bị mưa gió dập vùi. Thứ ba là thói quen sống. Thiếu vận động, chế độ ăn không cân đối, hút thuốc và uống rượu đều là những thói quen xấu gây tổn hại đến sức khỏe của xương.
Những thói quen này như là những sát thủ vô hình, lặng lẽ bào mòn sức khỏe xương của chúng ta. Thứ tư là nguyên nhân bệnh lý và thuốc. Ví dụ như các bệnh về nội tiết, tiêu hóa đều có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa của xương. Một số loại thuốc như là thuốc hormone, thuốc chống động kinh cũng có thể gây tác dụng phụ tới xương. Tóm lại, nguyên nhân mất xương rất đa dạng, bao gồm cả các yếu tố không thể tránh khỏi như tuổi tác, giới tính và các yếu tố có thể can thiệp như thói quen sống, bệnh lý và thuốc men. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng đến nhiều mặt, duy trì lối sống lành mạnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ, kịp thời phát hiện và điều trị các bệnh có liên quan đến duy trì sức khỏe và sự ổn định của xương. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Thứ tư là bí quyết giữ cho xương khỏe khoắn trẻ trung của ông lão 66 tuổi. Theo Sohu thì một ông 66 tuổi luôn tràn đầy sức sống và bước đi mạnh mẽ. Mỗi lần đi bộ trên con đường nhỏ của khu phố đều thu hút sự ngưỡng mộ và khen ngợi của mọi người. Gần đây thì ông đã tham gia một đợt kiểm tra sức khỏe cộng đồng và kết quả đã khiến cho các bác sĩ kinh ngạc. Mật độ xương của ông tương đương với người hơn 30 tuổi. Điều này cực kỳ là hiếm gặp ở những người trung niên. Sau khi đã trao đổi sâu với ông, các bác sĩ phát hiện ra rằng những thói quen sống đơn giản lại trở thành bí quyết giúp cho ông duy trì mật độ xương khỏe mạnh. Đầu tiên thì ông Lý thích tập thể dục, mỗi buổi sáng đều kiên trì tập thái cực quyền và đi bộ. Những hoạt động này không chỉ giúp cho ông rèn luyện cơ thể mà còn tăng độ dẻo dai của xương. Ông chú trọng đến chế độ ăn uống cân bằng, thường xuyên là ăn các thực phẩm giàu canxi và phốt pho như là sữa, đậu phụ và hải sản, cung cấp đủ dưỡng chất cho xương. Ngoài ra ông Lý còn duy trì tinh thần lạc quan, sống thiện lành và ông thường nói tinh thần tốt thì cơ thể sẽ khỏe mạnh. Tinh thần tích cực giúp điều hòa nội tiết và thúc đẩy sức khỏe của xương. Cuối cùng thì ông cũng có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ, luôn chú ý đến tình trạng cơ thể mình. Khi phát hiện vấn đề, ông sẽ kịp thời điều chỉnh thói quen sống và phương pháp điều trị. Bác sĩ chia sẻ bốn thói quen trên của ông Lý rất hữu ích trong việc duy trì mật độ của xương khỏe mạnh, đáng để cho mọi người học hỏi. Trong xã hội hiện đại, với nhịp sống ngày càng nhanh, thì nhiều người đã bỏ quên tầm quan trọng của sức khỏe. Bốn việc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của xương mà mình nên hạn chế. Thứ nhất là ngồi lâu, giống như gông cùm trói buộc xương. Ngồi lâu làm cho sự năng động của cơ thể dần biến mất. Nó không chỉ làm mất sức sống của cơ bắp mà còn tăng nguy cơ loãng xương. Thứ hai là thói quen ăn uống không tốt. Các thực phẩm có nhiều đường, muối và chất béo, giống như sâu bọ, gặm nhấm độ cứng và sức khỏe của xương. Những thói quen này là kẻ thù vô hình của xương và lặng lẽ xâm lấn cơ thể. Thứ ba là thiếu vận động. Vận động là dinh dưỡng của xương và là bí quyết giữ cho xương khỏe mạnh. Thiếu vận động thì xương sẽ mất đi sức sống giống như cành cây khô héo. Thứ tư là bỏ qua tín hiệu của cơ thể. Những cảm giác khó chịu của cơ thể chính là lời cảnh báo từ xương. Nếu bỏ qua những tín hiệu này thì vấn đề về xương sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Hãy yêu quý xương của chúng ta, tránh xa những sát thủ sức khỏe này, dùng vận động, dinh dưỡng và sự chăm sóc để xây dựng một lá chắn vững chắc cho xương. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị thích video này thì mong quý vị nhấn nút like để YouTube đề xuất video này cho nhiều người xem hơn. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Hẹn gặp lại quý vị trong video kế tiếp.